Xin chào toàn thể anh em nhé. Video tiếp theo về cái chuyên mục thú y của mình và bác sĩ Giang sẽ nói về một trong những cái căn bệnh mà thường gặp của những anh em nuôi chó tại Việt Nam, đó là bệnh sốc nhiệt trong cái mùa hè nắng nóng. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em, người trước màn hình là bác sĩ Giang Mạnh Trịnh, cùng với nhân vật chính của chúng ta là một chú chó Bun Pháp, cũng là của chú Giang luôn. Xin chào chú Giang nhé. Xin chào các bạn. Mình hôm nay mình có làm kết hợp với bên kênh YouTube Nhâm Tuất, thì mình có chia sẻ với các bạn về vấn đề cái bệnh rất hay thường gặp vào mùa hè, và bệnh này thường hay người ta gọi là bệnh sốc nhiệt ở chó. Nó thường hay gặp vào các cái mùa hè nắng nóng, nhất là ở đất nước Việt Nam mình, trong tất cả các mọi miền, mà thường hay bị nhất là các cái dòng chó móng ngắn, đây mũi ngắn. Đấy. Chẳng hạn như là chó Bun Pháp, Bun Ly, Bun Anh, chó Búc, đấy là những cái dòng chó rất hay bị sốc nhiệt. Thế thì mình nói luôn cho các bạn là cấu trúc, thứ nhất là mũi ngắn thì cái đường hô hấp của nó sẽ kém hơn. Kết hợp với những cái loài chó này á, thì cái đường khí quản đã kém rồi, kết hợp với chúng béo, đâm ra rất sẽ xảy ra cái trường hợp là vấn đề bị đường trao đổi vấn đề oxy, nhất là trong cái quá trình nào là vận động mạnh, hoặc là thời tiết bị nóng ngột ngạt, hoặc những cái thời tiết giao mùa, thời tiết chẳng hạn nắng đầu mùa, thì thường chó sẽ rất hay bị. Thế cái thể hiện ban đầu của chó bị sốc nhiệt thì thường thường nó sẽ vấn đề thở rất là nhiều, thở há mồm, và lưỡi nhiều khi tím tái. Đấy. Mắt mũi gọi là lờ đờ, và nhiều con có trường hợp mắt còn sung huyết đỏ lên. Đấy. Thế thì cái biểu hiện ban đầu chẳng hạn nó hay thường gặp ra là nhiều khi các bạn hay cho đi ra công viên chơi này, hoặc vấn đề ra những hôm trời nắng đột ngột này, các bạn để quên chó ở ngoài môi trường chẳng hạn như trên tầng thượng, hoặc là ngoài những chỗ ánh nắng không có thông thoáng về gió, thì làm ra tự nhiên nó sẽ bị tăng cái áp của con chó lên, nhiệt độ bị tăng cao, và nhiệt độ của con chó nó cũng tăng cao. Vì lý do làm sao con chó ta bị nhiệt độ tăng cao, vì con chó chủ yếu thoát nhiệt ở đường mồm, mà những cái lúc nhiệt độ nó cao nên con chó sẽ xảy ra cái trường hợp là há mồm nó thở rất là nhiều. Qua vấn đề này thì mình nói luôn với các bạn rằng nếu trường hợp mà chó của mình bị sốc nhiệt thì cái đầu tiên là các bạn phải đưa chó vào những nơi gọi là thoáng mát, râm mát. Đấy. Kết hợp bạn phải dùng những các cái khăn nước lạnh. Đấy. Khăn nước lạnh thì mình nói luôn với các bạn rằng là khoan chủ yếu là nước mát, là nước lạnh bình thường. Đấy. Nước máy bình thường bạn lau cho chó, bạn phải lau nhanh, hoặc có thể rằng một số trường hợp bạn có thể dùng nước máy để cho tưới ướt con chó như là tắm cho chúng nó, để nó tạo vấn đề nó hạ nhiệt. Chủ yếu là xử lý toàn thân cho con chó thì nó sẽ hạ nhiệt từ từ. Mà lý do làm sao mình nói luôn cho các bạn rằng là mình làm bằng nước lạnh bình thường thôi, sao ta lại không dùng nước đá để cho nó hạ nhiệt ngay? Thì nếu tốc độ hạ nhiệt quá nhanh bằng nước đá thì nó sẽ xảy ra những trường hợp nó bị co mạch đột ngột, cơ thể con chó không thoát được nhiệt, sẽ sinh ra vấn đề hoặc lạnh quá, bị nhiệt độ bị hạ quá nhanh, để xảy ra cái trường hợp có thể cũng sẽ xảy ra bị chết. Cho nên là khuyên các bạn chân thành là ta không nên dùng nước đá, và ta chỉ nên dùng nước lạnh thôi. Tức là nước ở vòi, nước máy. Nước ở vòi, nước máy. Hoặc có thể chẳng hạn lúc ấy mà các bạn không bí go, các bạn dùng nước ao, nước sông, nước hồ đều được hết. Để làm sao để giải quyết cho nó, để cho nó hạ nhiệt. Và cho vào những cái nơi mát, dùng quạt là tốt nhất. Còn nhiều bạn có thể rằng cho vào điều hòa là cũng không nên. Điều hòa nó bị lạnh đột ngột quá, lạnh sâu quá, có nghĩa là cái gì mình cũng nên tốc độ nó phải từ từ, dần dần, thì ta không nên cho đột ngột quá. Đột ngột quá con chó hạ nhiệt nhanh quá thì cũng sẽ sinh ra bị tử vong do vấn đề bị nhiệt độ phải xuống quá thấp. Đấy, ngoài ra các bạn sơ cứu về cái đơn giản là cái sơ cứu bằng cách lau toàn bộ nước mát cho vào những nơi thoáng mát. Đấy, và đồng thời nữa là cho nó thở để làm sao cho nó
ở trong cái môi trường làm sao nó yên tĩnh để không bị stress. Nếu không nhiều khi mình gặp những nơi ồn ào quá, chấn động quá, con chó nó cũng bị tăng áp lên rất là nhanh, rất là cao. Thế qua vấn đề các bạn sơ cứu được như vậy cũng đã là rất là tốt rồi. Ngoài ra mình có thể rằng có một cái kinh nghiệm về chữa về sốc nhiệt, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn rằng nếu những bạn nào bạo tay, những bạn nào có kinh nghiệm, hoặc là bạn nào từng làm ở trong vấn đề các cái ngành y hoặc là chăm sóc động vật, thì mình nói luôn với các bạn rằng các bạn có thể bằng dùng thêm một cái phương pháp nữa là phương pháp dùng kim tim chích vào tĩnh mạch chó để cho nó, và ta cho nó chảy thoát bớt lượng máu ra, gọi đấy là mình thích gọi là chích huyết cho chó, rất hiệu quả trong vấn đề chữa sốc nhiệt. Vì trong quá trình con chó bị sốc nhiệt thì nhiệt độ tăng lên tới 40 và 41, 42 độ. Cái lượng tăng áp rất là cao, là lượng mạch máu, các mạch máu căng cứng, rất sẽ sinh ra cái tình trạng gọi là bị, người ta gọi là bị đứt mạch máu, vỡ mạch máu, vỡ một số các cái mạch quản. Chú ngồi xuống để chọc đấy. Một số các mạch quản thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp nữa là nó bị, người ta gọi tai biến. Mà chó bị sốc nhiệt thường thường tử vong là do bị suy hô hấp và bị tai biến nhiều. Nhiều trường hợp có những con vật mà cứu sống được nhưng sau đấy nó bị tai biến, nó trở thành vô thức. Đấy, cho nên là cái này mình nói luôn với các bạn rằng hạn cái kim này, hạn như chó nó có những cái tĩnh mạch chân. Đấy, những cái tĩnh mạch ở chân này. Đây, nó nổi lên này, bỏ sâu. Đấy. Thì các bạn có thể rằng các bạn đưa kim bạn, các bạn châm vào các cái tĩnh mạch này. Tĩnh mạch này hoặc là các kẽ bàn chân. Miễn là sao các bạn châm cho nó thoát được máu ra, nó chảy bớt máu ra. Chẳng hạn như một con chó buôn phát này có thể chảy ra khoảng độ tầm 5ml máu là tốt nhất. Chó to hơn có thể mình chích huyết ra tới 10ml máu. Đây cũng là một hình thức gọi là giảm áp. Giảm áp cho cái bệnh sốc nhiệt. Thì sau khi các bạn sơ cứu được hoàn chỉnh như thế thì con chó cảm thấy nó ở trạng thái, nó cảm thấy rằng nó qua được cái cơn nguy kịch, nó giảm đi được một độ nhất định nào đấy, thì các bạn có thể lúc đấy bạn sẽ cần đến gọi điện cho bác sĩ thú y đến hỗ trợ sơ cứu. Kết hợp nữa là các bạn có thể đem đến những cái bệnh viện gần nhất. Vì cái bệnh sốc nhiệt này thì các bạn nên nhớ rằng là đến những nơi bệnh viện gần nhất để mình làm việc. Chứ còn không cứ rằng các bạn phải đem đi đến những bác sĩ ruột của mình. Vì bác sĩ ruột của mình mà nó quá xa thì cũng không thể cứu được những các cái tình trạng này. Mà tình trạng này là mình nên là đến ở đâu mình tiện mình làm đấy. Thì mình đến làm. Thế thì mình đến phòng mạch thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp, vấn đề tiêm thêm thuốc để vấn đề cho nó, con chó nó giãn khí quản này, hỗ trợ giãn khí quản này, tiêm một số tiêm và truyền dịch này để cho nó hạ nhiệt, kết hợp với thở oxy cho chó để nó tạo cho con chó nó phục hồi nhanh hơn trong quá trình đấy, và kết hợp nhiều những cái chăm sóc tiêm thuốc bổ và vấn đề kết hợp vấn đề cũng làm mát cho chó, mà lau khăn mát các thứ, thì con chó nó sẽ dần dần nó sẽ ổn định lại dần dần. Và con chó lúc nó ổn định lại được trạng thái bình thường thì lúc ấy nó sẽ qua cơn nguy kịch, thì lúc ấy ta qua đấy ta sẽ có một số các cái hỗ trợ thêm bằng một số các cái phương pháp vấn đề để nằm viện để xử lý để những các cái hậu quả có thể rằng nó mình lường trước những cái trường hợp nó có thể xảy ra. Nó bị tai biến thì mình bác sĩ sẽ có cái cách để xử lý. Mỗi bác sĩ có một cái cách xử lý khác nhau. Đấy là cái công việc của mỗi phòng khám bác thú y đúng không ạ? Đúng rồi, chẳng qua còn vấn đề mình nói luôn với bạn rằng là cái quan trọng, cái làm cái chữa cái sốc nhiệt này là cái quan trọng nhất, là quan trọng ban đầu. Cho nên nhiều các bạn tránh cái tình trạng là các bạn chó bị sốc nhiệt, các bạn cứ bế thốc, các bạn chạy đến phòng mạch. Mình nói luôn với các bạn là không kịp. Không kịp. Các bạn làm phương pháp ấy sẽ sai hoàn toàn. Và mình nên khuyên rằng các bạn nên để tại chỗ, đưa vào khu vực mát đấy và các bạn xử lý sơ cứu như mình bảo. Hạ nhiệt cho nó đúng không ạ? Hạ nhiệt cho nó. Và các bạn cần thiết, nếu các bạn nào biết thì có thể chọc vào các máu để cho nó thoát bớt máu, cho nó hạ giảm áp xuống. Xong rồi đến lúc con chó nó đã đi về trạng thái nó gọi là nó đỡ được mức độ nào đấy thì lúc ấy ta mới cần
ta phải liên lạc với bác sĩ thú y gần nhất đến hỗ trợ để cho thở oxy dò nhiều phương pháp, hoặc là đem đến phòng mạch. Lúc ấy cho phòng gần nhất đúng không ạ? Phương án thứ hai là phương án, chứ còn mình lúc ấy mình không có thể rằng một bạn chó bị ồ bị sốc nhiệt ở một điểm điểm A mà đi hàng 5-10 km để mà đến được cái điểm bác sĩ để của mình thường làm thì mình nghĩ rằng không nên, như thế sẽ độ an toàn sẽ thấp lắm. Đúng rồi. Đấy, qua đấy thì mình chỉ nói qua cho các bạn về vấn đề cái xử lý về cái sốc nhiệt cho chó. Thực sự ra mà nói nó cũng khó thì rất là khó, nhưng nó dễ thì nó cũng rất là dễ. Thực sự ra nếu ta biết cách xử lý làm sao cho nó hợp lý thì đúng rồi, đạt được hiệu quả cao nhất. Rất là cảm ơn chú Giang hôm nay đã chia sẻ với cả anh em xem kênh Nhâm Tuất TV về một số phương pháp sơ cứu khi mà những cái chú chó bị sốc nhiệt. Thì những cái thông tin mà cơ bản anh em có thể kiểm tra và tìm kiếm ở trên mạng. Nhưng mà những cái mùa hè nóng bức như kiểu Hà Nội đợt vừa rồi thì nếu với cả những cái chú chó bu này thì mình tốt nhất là mình chỉ nên cho ở nhà, chạy nhảy ở quanh nhà, và nhiệt độ làm sao ở nhà luôn luôn phải có những cái chậu nước, những cái bát nước cho nó uống, và phải có quạt. Nếu mà nhà nào mà có điều hòa thì càng tốt, nó không phải sử dụng quạt. Cộng thêm là hàng ngày nên cho những cái chú chó sử dụng những cái loại nước muối Orezon, uống thêm những cái Orezon để cho tăng cường những cái điện giải, không chú? Đúng rồi, chính xác. Rồi, rất là cảm ơn chú Giang hôm nay đã chia sẻ với cả cháu và những anh em khán giả. Và hẹn gặp lại chú Giang và anh em khán giả ở video tiếp theo nhé. Rồi, cháu cảm ơn chú nhé. Xin chào các bạn.